gần hết chưa con? Thôi nghỉ tay đi, để cậu tiếp cho. Dạ, dạ cậu mới về. Kìa, anh Lượng. Dạ, chào cô. Dạ, kìa, cậu để đó cho con. Thôi, con xin phép con vào trong rót nước. Coi nặng tay thì đổ thêm nước nha con. Chà, mỗi ngày mà được mày xây tiếp cho chừng đó bột, con Châu nó cũng đỡ khổ. Dạ, con sợ Châu không thèm nhờ đó thôi. Nhưng mà thật bụng con có muốn giúp một tay không? Nói một tiếng đi, tao tính cho. Dạ thưa cậu, dành nếu đã thật tình muốn giúp thì không nên tính toán. Hai tay này phải giúp cả hai, chớ một tay không ăn nhầm gì. Nhưng tay chân thì đâu có ăn thua, quan trọng là tấm lòng à Lượng ơi. Thì tấm lòng con cậu đã từng tận, rất muốn làm người giúp việc cho Châu. Con suy nghĩ chưa mà nói câu này, tuổi trẻ vẫn thường bồng bột kém nghĩ suy. Nếu cậu thương con xin hãy dùng vào con, tình nguyện say bột suốt đời cho Châu. Lượng à, cậu chỉ sợ sau này con sẽ ân hận khi mà miệng đời sẽ ra rã cho là con không ăn bánh mà phải hốt lá. Ôi, họ nói giỏi lắm chừng một tháng, hai tháng hoặc một năm, hai năm, chứ không lẽ họ nói đến suốt đời sao cậu? Vả lại hoàn cảnh của Châu rất đáng thương. Cậu Danh à, phải vượt lên dư luận mà sống chứ. Dạ mời cậu, mời anh Lượng uống nước. À, Châu à. Dạ. Châu cắt lá chuối chưa? Để tôi ra vườn tôi cắt cho nghe. Ý, em làm hết rồi anh Lượng à. Anh uống nước nói chuyện với cậu Danh đi. Với cậu thì ngày nào nó không nói. Thôi, cậu ra vườn tưới mấy bụi rau, hai con ở đó nói chuyện nghe. Châu nè. Dạ. Tháng nào em sanh vậy? Dạ, còn 6 tháng nữa anh à. Vậy hả? Dạ. Thôi, em nghỉ tay để anh làm cho Châu. Bụng ngày lớn, làm sao em có sức gói bánh đi bán chứ. Châu nè. Dạ, có việc gì vậy anh? Châu, em còn nhớ ngày nào hai đứa mình còn nhỏ, trên đường đây chúng bước đến trường làng. Nhà đứa nào cũng nghèo nên mặc áo giá quàng. Có lần đùa giỡn tại em làm áo anh rách toạc tới hai. Trông rất là thảm thương, nhưng anh không sợ bị đòn, vì ngoại thương anh vô kể. Còn em nước mắt lưng tròng, sợ dùng cho anh. Đó, em nhớ không? Trong sáng yêu đời, nhưng ai đâu ngờ có ngày ta phải xa nhau. Cũng vì cậu Danh muốn em thoát cảnh nhọc nhằn, nên cậu gửi em về nơi thành phố. Anh xin tình nguyện giá lại mảnh đời con gái để cho tình nghĩa đôi ta sao trước vuông.
hoàng ngày xưa anh còn giữ kỹ như ủ một tình yêu thầm lặng đâu anh. Em biết đâu có những đêm dài anh ngước mắt nhìn trời để dối tiền một vì sao xa. Mình khúc tôi gió sương, hãy chung tay đắp xây ngày mai. Em không nghi ngờ tình anh cao cả nhưng lòng thương hại sẽ giống như bờ cát ta nèo sông biển Ba Đào. Không, anh sẽ chăm bón cho cây gái ngọt ngào. Hồng khấu trồng mà mọc đà tướng nháo vôi xin tính kịp về máu. Chút câu chút rượu chút cáo chút quà xin lệ mà chữa bao nghĩa tình. Ơi này em ơi xin hãy mà lo con bò trắng răng. Trời ơi cái anh này kỳ quá. Cửa đóng những tiếng không.
Ủa, sao tôi thấy anh quen quen vậy cả? Dạ, cô nhìn kỹ coi có quen thiệt không đó. Thôi, quen biết gì tính sao, anh cho biết tên bà xã đi. Dạ, vợ tôi tên là Đinh Thị Minh Châu. Dạ, tên đẹp quá, ngọc sáng đó nghe. Dạ, lần này mới có lần thứ ba à. Hai đứa đầu là trai hay gái? Dạ, một trai, một gái. Tên gì? Dạ, gái thì Đào Thị Ngọc Hiếu. Mấy tuổi? Dạ, để coi. Dạ, 2 tuổi rưỡi. 2 tuổi rưỡi, tức là 30 tháng. Dạ, cỡ đó à. Còn đứa kế? Dạ, Đào Hiếu Trung. Chà, lấy tên con chị lót cho thằng em ha. Dạ, mình giống như là dây chuyền sản xuất vậy mà cô. Khoan đã, thằng Trung này bao nhiêu tuổi? Dạ để coi, dạ nó mới 14-15 tháng vậy đó à. Chà, sao mà đẻ dài quá vậy anh? Cô ơi, tôi có muốn đâu mà không biết ở đâu mà tụi nó lôi nhau ra sắp hàng sắp hàng ấy. Nhưng mà tôi xin cô thông cảm, tôi mồ côi cô à. Ở giới ngoại từ nhỏ trơ trụi một mình, không có anh em, tới chừng ngoại chết đi tuổi thân lắm cô ơi. Bây giờ có vợ sức muốn đẻ năm một, cho chúng nó có nhau không sợ lẻ loi. Vậy anh tên gì? Dạ tôi hả? Dạ Đào Đại Lượng. Ôi tên nghe hay quá, nhất là họ Đào. Nhưng anh nên tin, kế hoạch đi là vừa, đẻ nhiều cực hơn, rồi con cái nhóc nhiêu, tội nghiệp lắm anh ơi. Dường như anh giận, xin đừng có quào. Tôi khuyên vậy tôi còn quyết định ở anh. Dạ thưa cảm ơn cô ạ. Nhưng mà cô ơi, hoàn cảnh ai nấy biết hơi đâu mà cô khuyên cái thằng gàng này. Địa chỉ của anh ở đâu vậy? Ấp 4 xã mình nè. Được rồi, anh lại với chị đi, để tôi vào chuẩn bị và báo cho bác sĩ biết. Cái đồ vô duyên, ra ngõ mà gặp gái nè. Điều này chắc vợ mình đẻ khó quá. Em thấy cổ nói đúng đó. Sanh xong anh cho em đặt vòng đi. Em tính giùm tôi coi đẻ được mấy đứa mà đòi cai. Trời ơi, anh thiệt à. Gì? Đó, thấy chưa, thấy chưa? Mới nói vậy là khóc rồi. Ui da, ui đau bụng quá. Ui da. Trời ơi, cô ơi, cô ơi. Bác sĩ mau lên, vợ tôi đau bụng nè. Mau lên. Thôi được rồi. Anh để chị nằm đây có những tôi lo. Còn anh ở ngoài chờ đi. Trời ơi, em. Dạ, cô ơi, có gì làm ơn ra cho tôi hai nha cô. Nhớ nha. Không biết lần này vợ bệnh đẻ con trai hay là gái không biết đó. Ôi nhưng mà thôi, con trai con gái gì cũng là con của mình hết. Ủa, cô y tá này kỳ cục ha. Mình đã nói rồi có gì ra cho mình hay mà tại sao chịu ra báo à? Anh ơi, vợ anh sanh rồi, sanh dạ? Đôi nghe. Hả? Sanh đôi hả? Cô ơi, con trai hay con gái vậy? 2 đứa con gái anh à, đẹp lắm, giống anh lắm đó. Trời ơi, đã quá. Để coi nha, con Hiếu thằng Trung, rồi 2 đứa con gái này để coi. Hiền Thảo, Hiếu Trung Thảo Hiền, đúng rồi, Thảo Hiền. Cộng lại mới có 4 đứa. Quên nữa, coi như có 3 thôi. Con Hiếu đâu phải con mình. Vậy là cứ làm tới. Tới, đẻ, ngon. Ruộng đang thiếu người làm thuê, trời xanh voi xanh cỏ có lo gì. Đã. Bệnh tình anh Danh, thấy ảnh khỏe gì cũng mừng. Ôi tuổi già dì Năm ơi, không bệnh này thì cũng bệnh khác thôi. Dạ, mời dì Năm uống thêm nước. Cậu à, sẵn ra chợ huyện, vợ chồng con có mua cho cậu chai thuốc bổ. Trời ơi, không để tiền lo sanh nợ, cậu hơi đâu lo con. Nè Châu à. Dạ. Sẵn có vợ chồng con về trao đổi chút chuyện quan trọng này. Dạ, chuyện gì vậy thưa
gì? Châu à, vì thấy cảnh nhà tuổi con cực nhọc, con cái thì đông đúc như nêm mà. Lần này đẻ xong á, thôi vợ chồng con hãy kế hoạch đi, cho con cái tụi bay đỡ cực. Suốt mấy năm liền tụi con lận đận lao đao. Vì năm mà thật ra lần này con cũng đã có dự định, nhưng nói thiệt sao mà con vẫn sợ ba cái vụ kế hoạch quá à. Thì giờ không có rồi cũng làm biến, lần này để coi à cũng có thể ha em ha. Dạ, hồi sáng này tụi con có mặt ở bệnh viện huyện mình, được hướng dẫn kỹ càng các biện pháp lừa thai. Anh Lương đồng ý cho con đặt vòng, tuy đã muộn mà nhưng trễ còn hơn không. Ôi vậy là hay quá rồi. Nè, dì mừng cho tụi con đó nghe. À, Lượng Châu nè, kỳ này ha, dì sẽ giúp cho tụi con sản xuất thêm. Ê, thôi dì Năm ơi, thôi. Gì vậy? Con cái sợ quá vậy? Rồi, con sợ lắm rồi, thôi. Không phải. Thôi, đủ nè, rồi. Nghe tao nói đi nè. Dạ, sao dì Năm? Tụi bay ngưng đẻ hả? À, dì mừng. Tính nhường cho bay mượn vài công ruộng để làm thêm vụ mùa đó mà. Trời ơi, vậy mà con tưởng dì Năm tưởng giúp tụi con ba cái vụ đó chứ. Không phải nè. Dạ, cảm ơn dì Năm, tụi con không dám từ chối đâu. Dân cơ mau lên chung Thảo Hiền Hậu ơi. Không thấy chị đang mai ngày mai đêm đây sao chứ? Chị hai mai lâu thấy một. Lòng phải thông cảm cho chị hai chứ. Chị đi cấy mướn về rồi còn phải cho heo ăn, còn phải nấu cơm nữa. Em thấy không, trưa rồi ai cũng tranh thủ ngã lưng, còn chị hai ngồi đây may áo cho em nè. Sao vậy Thảo không chịu thức để phụ mai với chị hai? Chị Thảo đi cấy về còn mệt, để chị ấy ngủ một chút. Thế thì ghê, chị Thảo ngủ, chị Hiền, chị Hậu cũng ngủ, còn anh Trung mắc chân bò. Mấy bà con gái đó hết ăn rồi tới ngủ. Bao nhiêu công chuyện để mình chị làm. Ở nhà này ai cũng có công việc hết á. Em không có được nói như vậy, ba nghe tưởng đâu chị suối em nói thì chết à. Em tương chị qua xa, quần quần suốt ngày đêm, công việc gì cũng làm mà cứ bị la hoài. Ba mình thì cũng ghê, còn má cũng hiền ghê. Em không được bình phẩm mà có lỗi nghe không, ba má mình vất vả nhiều, lo cho chị em mình cực khổ vì miếng ăn nên khó chịu chút thôi. Ông à, ông đừng có nóng, ông nghe tôi nói đi nè. Ý tôi đã quyết bà đừng có cản lại. Bà ăn ở với tôi 20 năm nay mà bà không biết tính tôi hả? Tôi đã nói một là một, hai là hai. Nhà người ta có của ăn của để, với lại họ hứa đi cho mình đôi trâu, chưa kể bao nhiêu đồ sính lễ nữa. Có bước quá rồi mà còn ức không ức cái nỗi gì. Nó, dù sao cũng là công lao tôi cực khổ dưỡng nuôi nó 20 năm nay, bà phải để cho nó trả hiếu cho tôi. Bà đặt tên nó là Hiếu làm gì? Bà muốn nó bất hiếu hay là nó có hiếu hả? Bà nói đi, bà nói tôi nghe coi. Ông ơi, tại sao ông nói mà không chịu nghĩ lại? Tôi cũng đồng ý với ông. Là gái lớn lớn thì phải theo chồng. Nhưng chuyện này tôi rất ngạc nhiên, vì ông quyết định quá vội vàng. Thời buổi này không phải như trước kia.
dù sao bà cũng đừng quên tôi là chủ trong gia đình mà. Mấy chục năm nay mọi quyết định do tôi, tại sao có việc gã yêu đi lấy chồng, bà lại một mực cản ngăn chứ. Vì con yêu nó còn nhỏ dài, chưa một lần giá chạm với đời. Tôi sợ con khổ cả cuộc đời, nên muốn nó phải có một nghề trong tay. Nghề hả? Nghề gì? Cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ lành mà đòi học nghề hả? Tiền đâu để học nghề? Ông mà, nó có qua tay nên giỏi bắt chước. Ông thấy không, hổm rài nó đang tập may áo cho thằng Long. Nó học tự mình nên có ai dạy đâu. Thôi thôi đi, mệt bà quá đi. Tôi hỏi bà này, giữ việc cho nó học nghề với việc gả chồng cho nó, cái nào lợi hơn? Đôi trâu nhà thằng Mười đó hả? Tôi với bà có tiền mua cũng không được nữa. Với lại bà thấy trong làng này nè, con gái người ta 19-20 tuổi có con bồng con dắt hết rồi bà ơi. Bởi vậy tôi không muốn con Hiếu nó lặp lại hình ảnh của tôi ngày trước ông mà. Nè, bà có sai lầm chăng khi bà nói lên câu đó đó? Chính vì tôi sợ nó lặp lại hình ảnh của bà trước kia, cho nên tôi phải lo nơi, lo chỗ cho nó yên thân. Bộ bà tưởng trong đời này dễ có cái thằng lượng thứ hai này sao bà? Ông ơi, vì vậy mà tôi mới chịu đựng đến ngày nay để sống với ông cho trọn tình, trọn nghĩa. Trong khi 20 năm nay ông đối xử với con Hiếu còn thua người dân nước lạ. Tôi phải gượng cười làm vui cho con trẻ được an lòng. Tôi sợ lời thơ ông ơi, chẳng thà ông roi đòn đánh bắn, có lẽ lòng tôi ít đau hơn là sự ghẻ lạnh hững hờ. Ông tên Đại Lượng mà sao hẹp hòi ích kỷ, tính chuyện gả con để kiếm lợi cho mình. Được, hôm nay cốc mở miệng ha. Uổng công tôi đắp đập be bờ, đào mương tát nước để bây giờ họ chửi tôi nha. Mình tuổi hổ phận hèn sang. Ông à, ông đừng ngạc nhiên khi tôi mạnh dạn nói ra, chỉ vì sức chịu đựng của con người có hạn. Nỗi khổ trong lòng âm ỉ bấy lâu nay, tôi như một người mẹ, một người mẹ đã tạo cho con nhiều đau khổ. Trời ơi, con dung con dế bị dài dò, bị dài xéo hoài nó cũng phải quằn mà trồi vậy chứ sao không. Vì vậy trong việc này tôi có quyền cãi lại, ông đừng có trách tôi. Ông đừng trách tôi sao dám nặng lời đôi có mà không nín nhìn như từ trước tới giờ. À thì ra bà cố tình cả gan bắt thang cho con Hiếu nó trèo. Thôi được, bà để tôi hỏi qua ý của nó nè. Nếu nó thân tình bà tính sao đây? Còn như nó cãi lại ông cũng tính sao đây? Được, muốn ăn thua hả? Tôi cũng không ngán đâu. Ông đừng dọa theo lối nhát khỉ rung cây. Tuổi trẻ đời tôi đã cam khổ, mọi bề đến lượt con mình tôi dạy nó phải biết dùng lên. Con Hiếu đâu rồi? Con Hiếu đâu? Ra đây biểu coi. Long, mày thấy chị Hiếu của mày đâu không? Kêu ra đây tao biểu. Mau lên. Ba nói chuyện mà tao mày mi tớ. Con Ngọng thèm ừ ừ dạ thưa. Vì ba
Đó, thấy chưa? Tới thằng Út mới có 8 tuổi mà chịu không nổi với ông nữa hả? Trời ơi là trời, nhà này loạn lắm rồi, loạn lắm rồi. Con cái chưa sạch cất mũi mà đã dám bắt lỗi cha mẹ. Hiếu! Dạ, tôi ba kêu con. Sao con? Sao? Con có chịu lấy chồng chưa? Ba gả ha. Ba, để nán vài năm nữa đi ba, em con còn nhỏ quá à. Cái gì? Chuyện em Út thay kệ nó. Có mợ thì chờ cũng đông. Bây giờ mày có chịu lấy chồng không? Mày nói đại đi để tao tính nè. Dạ thưa ba, nhưng mà con, con không thương làm sao con lấy được hả ba? À, nói vậy tới mày cũng nghịch mạng phải không? Nghịch mạng này nè, cứng đầu nè, cứng đầu nè, cứng đầu nè, cứng đầu nè. Trời ơi, con ơi là con. Trời ơi, con Long ơi. Ba đánh nó sao con rút đầu vô chi trời ơi. Con